Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị theo dõi phần tin thế giới. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Ten Lê Yến, số điện thoại 714 418 9788 hoặc vào trang mạng tiệmyến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ Tây, saffron. Mở đầu cho phần tin thế giới là bản tin từ Mexico. Tổng thống cảnh báo người dân không nhận quà từ băng đảng. Thông tấn xã AFP đưa tin Tổng thống Mexico Obrador ngày 27 tháng 12 kêu gọi người dân đừng để bị lừa trước những món quà mà các thành viên băng đảng phân phát dịp Giáng sinh vừa qua. Lời cảnh báo được đưa ra sau khi xuất hiện một số hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy những tên tội phạm băng đảng được cho là đang phát quà từ xe tải trang trí chủ đề Giáng sinh cho người dân ở thành phố Guadalajara, phía tây của đất nước. Giới chức đã mở cuộc điều tra về hoạt động này. Tổng thống Andrés Manuel López Obrador nói trước báo giới đừng để bản thân bị thao túng ngay cả khi họ cho bạn thức ăn. Đó không phải là việc làm có ý tốt đẹp mà họ chỉ muốn lợi dụng người dân làm lá chắn. Ông cũng cho biết mục đích của các thành viên băng đảng là khuyến khích người dân trở thành người báo tin cho họ. Ví dụ như nếu cocaine bị thu giữ, cộng đồng sẽ ra tay và bảo vệ những tên tội phạm đó. Theo truyền thông địa phương, những người tặng quà được cho là thành viên của băng đảng thế hệ Jalisco mới, một trong những nhóm tội phạm thế lực và bạo lực nhất ở Mexico, đất nước bị tàn phá triền miên bởi tệ nạn liên quan đến ma túy. Trong đại dịch Covid-19, một số cộng đồng ở miền Tây Mexico cũng nhận được thực phẩm từ băng đảng này, trong khi những hộp quà có hình trùm ma túy khét tiếng Joaquin El Chapo Guzman cũng được phân phát ở bang Sinaloa. Nga, Ngoại trưởng Nga cảnh báo về đề nghị tấn công điện Kremlin của viên chức ngũ giác đài. Thông tấn xã Reuters đưa tin Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng một số viên chức ngũ giác đài thực sự đe dọa mở cuộc tấn công vào điện Kremlin. Ông nói điều chúng tôi đang nhắc đến là mối đe dọa loại bỏ người đứng đầu nhà nước Nga. Đài RT cho biết ông Lavrov đang đề cập đến một bài báo đăng trên Newsweek vào tháng 9. Trong đó nói rằng viên chức Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đang xem xét một số lựa chọn để đáp trả nếu Nga tấn công nguyên tử, trong đó có lựa chọn về cuộc tấn công để ám sát ông Putin ở giữa điện Kremlin. Ngoại trưởng Nga cáo buộc một số đối tác của Hoa Kỳ áp dụng cách tiếp cận đối đầu trong lĩnh vực nguyên tử. Ông Lavrov cũng nhắc lại tuyên bố của Ukraine về vấn đề này, nói rằng ông Volodymyr Zelensky từng yêu cầu các nước NATO tấn công nguyên tử nhằm ngăn chặn Nga. Trước đó, ngày 4 tháng 3, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov cũng bình luận về đề nghị ám sát Tổng thống Putin của Thượng nghị sĩ Lindsey Graham. Bình luận về tuyên bố của Thượng nghị sĩ Graham rằng ai đó ở Nga nên ám sát ông Putin. Trên Fox News ngày 3 tháng 3, ông Peskov nói không phải ai cũng có thể giữ được bình tĩnh trong những ngày này, một số người đã mất lý trí. Trước đó, Đại sứ Nga tại Hoa Tĩnh Đốn Anatoly Antonov cũng chỉ trích bình luận của Thượng nghị sĩ Graham là không thể chấp nhận được và thái quá. Nga yêu cầu Hoa Kỳ giải thích chính thức. Trước đây, Hoa Kỳ từng nhắm tới sinh mạng của các lãnh đạo nước ngoài. Lãnh đạo cách mạng Cuba Fidel Castro trở thành mục tiêu của vô số âm mưu ám sát do CIA dàn dựng. Quân đội Hoa Kỳ công khai săn lùng các lãnh đạo nước ngoài trong thời gian gần đây, như trường hợp của lãnh đạo Libya ông Muammar Gaddafi. Tin từ Israel, xem COVID-19 là bệnh cúm từ ngày 31 tháng 1, 2023. Thông tấn xã AP đưa tin tại Israel, dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát và nước này dự kiến sẽ tuyên bố chính thức kết thúc đại dịch từ ngày 31 tháng 1, 2023. Theo phóng viên Reuters tại Tel Aviv, kênh truyền hình Khan tối ngày 26 tháng 12 đưa tin các cơ sở xét nghiệm của Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa sẽ đóng cửa từ ngày 18 tháng 1, 2023 và hoạt động xét nghiệm COVID-19 sẽ được chuyển cho các cơ sở chăm sóc y tế. Theo đó, từ ngày 31 tháng 1, 2023, COVID-19 sẽ được Israel coi là một bệnh do virus gây ra tương tự như cúm. Cũng từ thời điểm này, Trung tâm Kiểm soát Đại dịch COVID-19 sẽ đóng cửa và các bệnh nhân COVID-19 sẽ không còn phải cách ly theo dõi. Kế hoạch của chính phủ Israel vấp phải sự phản đối từ các cơ sở y tế. Họ yêu cầu có thêm thời gian và ngân sách, cũng như hướng dẫn cụ thể bằng văn bản. Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn của kênh I22 News, giáo sư Cyril Cohen, người đứng đầu phòng thí nghiệm miễn dịch thuộc Đại học Bar-Alan, cho biết việc hạ cấp dịch COVID-19 xuống cúm đã được xác định từ lâu và tốc độ điều chỉnh này là bình thường. Ông Cohen nhấn mạnh, chúng tôi hy vọng hệ thống y tế có thể ứng phó với nguy cơ lây lan trong mùa đông năm nay, trong đó có COVID-19. Theo phóng viên Reuters tại Jakarta, ngày 27 tháng 12, Cơ quan Giám sát Thực phẩm và Dược phẩm Indonesia (BPOM) đã cấp giấy phép sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa COVID-19 Comirnaty do hãng Pfizer-BioNTech sản xuất cho trẻ em từ 6 tháng đến 11 tuổi. Trước đó, nhóm chuyên gia thuộc Ủy ban Quốc gia đánh giá vaccine ngừa COVID-19 và nhóm cố vấn kỹ thuật tiêm chủng Indonesia (ATAGI) đã khuyến nghị BPOM cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine Comirnaty cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi vào ngày 29 tháng 11 và cho trẻ em từ 6 tháng đến 4 tuổi vào ngày 11 tháng 12. Ngoài sang Ukraine, các giới chức cho biết sắp giành lại thành phố quan trọng Kreminna. Thông tấn xã Reuters đưa tin giới chức Ukraine lạc quan rằng lực lượng nước này sắp giành lại thành phố quan trọng Kreminna sau khi đẩy lùi một phần lực lượng của Nga. Tỉnh trưởng Logan Shahi Hatai cho biết lực lượng Nga đã bị đẩy lùi khỏi một phần của thành phố Kreminna và phải rút về thành phố Robane, cách đó vài km về phía đông nam, sau khi chịu áp lực lớn từ quân đội Ukraine. Quan chức này lạc quan rằng lực lượng Ukraine đã tiến rất gần mục tiêu giành lại thành phố. Họ đã viết trên Telegram ngày 27 tháng 12, người Nga hiểu rằng nếu họ mất Kreminna, toàn bộ tuyến phòng thủ của họ sẽ sụp đổ. Quân đội Nga đã xây dựng được tuyến phòng thủ rất mạnh trong một tháng. Họ mang đến đó lượng lớn quân và thiết bị. Họ liên tục làm mới lực lượng của mình. Việc giành lại Kreminna và Seversk gần đó, hai thành phố thuộc tỉnh Logan ở miền đông Ukraine, có thể mở đường cho Kiev mở cuộc tấn công vào Severodonetsk và Lysychansk, hai thành phố mà Ukraine đã mất hồi mùa hè. Giao tranh giữa Nga và Ukraine vẫn diễn ra ác liệt khi xung đột đã bước sang tháng thứ 11 và chưa có dấu hiệu nào về các cuộc đàm phán hòa bình sắp diễn ra. Ngoại trưởng Sergei Lavrov ngày 26 tháng 12 nói rằng Kiev phải chấp nhận các yêu cầu của Moscow nếu không muốn chịu thất bại trên chiến trường. Tuyên bố này được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Vladimir Putin nói sẵn sàng đàm phán chấm dứt xung đột. Bộ Quốc phòng Anh ngày 27 tháng 12 nói quân đội Nga tiếp tục tấn công và tập trung nỗ lực để kiểm soát thành phố Bakhmut ở tỉnh Donetsk. Bakhmut đã bị tàn phá nặng nề sau gần 5 tháng giao tranh. Việc kiểm soát thành phố này có thể giúp Nga tạo bàn đạp để tiến tới hai thành phố lớn hơn là Kramatorsk và Slovan ở miền đông của Ukraine. Kosovo tố cáo Serbia gây bất ổn khi báo động quân đội. Thông tấn xã AFP đưa tin các quan chức Kosovo cáo buộc Serbia đang tìm cách gây bất ổn bằng việc báo động chiến đấu quân đội và hỗ trợ người thiểu số ở vùng ly khai. Theo người đứng đầu cơ quan nội vụ Kosovo tuyên bố, hôm 27 tháng 12, chính Serbia đã ra lệnh cho quân đội chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao và dựng chướng ngại vật mới để bảo vệ nhóm dân tộc thiểu số Serbia sống ở Kosovo. Serbia phủ nhận họ tìm cách gây bất ổn cho Kosovo và nói rằng chỉ muốn bảo vệ người dân thiểu số ở đó. Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić nói Belgrade sẽ tiếp tục đấu tranh vì hòa bình và tìm kiếm các giải pháp thỏa hiệp. Người Serbia ở thành phố Mitrovica, miền bắc của Kosovo, hôm nay dựng các rào chắn mới sang khi Serbia báo động quân đội trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Belgrade và Pristina. Kể từ ngày 10 tháng 12, những người Serbia ở miền Bắc Kosovo đã dựng nhiều rào chắn ở trong và xung quanh thành phố Mitrovica, cũng như đấu súng với lực lượng an ninh sau khi một cựu cảnh sát Serbia bị bắt với cáo buộc tấn công những sĩ quan đang làm nhiệm vụ. Kosovo có diện tích khoảng 10.800 km2, là vùng lãnh thổ ly khai nằm ở phía tây nam Serbia, có đa số dân là người Albania. Khu vực này tuyên bố độc lập khỏi Serbia vào năm 2008 với sự hậu thuẫn của phương Tây sau cuộc chiến tranh năm 1998 đến năm 1999, trong đó NATO đã can thiệp để bảo vệ các nhóm người Albania. Phần lớn các nước phương Tây công nhận độc lập của Kosovo, song vùng ly khai được chưa trao ghế tại Liên Hiệp Quốc do Nga và Trung Quốc phản đối. Lãnh đạo quân đội Serbia hôm 25 tháng 12 đã tới thăm khu vực ranh giới với phía bắc Kosovo, kiểm tra mức độ sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị đồn trú tại đây. Họ cũng yêu cầu triển khai 1.000 quân đến vùng căng thẳng để bảo vệ người gốc Serbia.